Xin chào tất cả các bạn, và sau đây thì mình sẽ chữa bài tiếp theo nhé. Chính là bài tính tổng của các chữ số. Đấy, tức là như thế nào? Tức là ta nhập vào một chuỗi, đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ sắp xếp đây, theo thứ tự từ điển, đúng không? Nhiệm vụ là chúng ta phải in theo thứ tự từ điển, tức là sắp xếp cái chuỗi này. Và tính tổng các chữ số trong S ở cuối cùng. Tức là ở đây có 2 và 3 thì ta phải cho tổng, và tổng thì là vào cuối cùng. Ví dụ như thế, ở đây là 1, 0, 2 và 3 và 0 thì tổng bằng 6, thì chúng ta sẽ phải sắp xếp cái chuỗi theo thứ tự tăng dần, và cuối cùng là giá trị tổng của các chữ số thì để ở cuối cùng, đúng không? Như vậy thì bài này rất dễ. Đầu tiên là cho nhập vào số bộ test của chương trình, đúng không? Tức là int input t bằng int input, đúng không? Sau đó thì chúng ta thực hiện t lần. Đấy. Và với mỗi một cái lần lặp thì chúng ta sẽ thực hiện một cái công việc như nhau, đúng không? Chính là việc này. Thì chúng ta xây dựng một hàm, và ở đây mình đặt tên hàm là init whistle, đúng không? Thế thì các bạn chú ý là chúng ta nhập vào, là nếu như mà các bạn để s bằng list, à det, s bằng input, thì người ta sẽ mặc định rằng là các bạn sẽ nhập vào một list, à một string, đúng không? Một chuỗi, và trong chuỗi sẽ không thể nào sử dụng s.sort được. Các bạn phải chú ý như thế. Và chắc chắn chúng ta phải chuyển sang list hoặc là chuyển sang dạng NumPy thì chúng ta mới làm được, đúng không? Đó là lý do vì sao mà ở đây mình phải S kiểu cái cách nhập, đó là S bằng list input, được chưa? Sau đó thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần, đúng không? Và ta sẽ có một cái chuỗi kết quả là để in ra cái output đầu bài, đúng không? Thế thì có phải là sẽ cho từ đầu đến cuối chuỗi for i in range của len S, đúng không? Nếu như mà nó là một số, cái ký tự mà chúng ta đang set nó là một số, tức là gì? SI lớn hơn là bằng 0, N SI nhỏ hơn là bằng 9, thì chúng ta cho nó vào tổng, đúng không? Vậy phải khởi tạo thêm một biến tổng F kiểu, nó về kiểu số nguyên, INT 0, thì tổng sẽ cộng bằng INT SI. Chúng ta sẽ chuyển cái ký tự SI thành một số và cộng vào tổng, đúng không? Còn ngược lại, nếu như nó không nằm trong phạm vi từ 0 đến 9, tức là nó là một ký tự, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải cộng cái ký tự đấy vào chuỗi rest. Được chưa? Như vậy là sau khi đó thì rest này nó chính là một chuỗi gồm dãy các ký tự, còn tổng thì chính là cái tổng kết quả rồi. Vậy cuối cùng là chỉ cần rest cộng string tổng thôi là xong, đúng không? Và cuối cùng là in parentheses là xong. Đấy. Vậy thì bài này cực kỳ gì là dễ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ mở PyCharm để code thử cho các bạn nhé. Ok. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là mình đang up code lên trên đây đây, đúng không? Chính xác chưa? Bây giờ F9 nó để chạy này. Nào, bây giờ mình sẽ thử với cái chuỗi này luôn nha. Xem nó có ra kết quả là ABCWN5 không. Thực hiện một test thôi. Và in ra chuỗi là được. Chính xác chưa? ABCEW5. Đấy, chính xác. Chúng ta tạo ra một cái chuỗi rest. Thứ nhất là để đẩy các ký tự vào. Và sau đó thì tạo ra một cái tổng. Và cuối cùng đưa tổng trả một chuỗi và đẩy vào chuỗi rest là xong. Đúng không? Vậy thì bài này thì thực sự là rất là dễ. Code cũng rất là ngắn. Và mình nghĩ là mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo.